Màu trên đang to hơn màu dưới. Tự nhiên màu của mình thấy to hơn thì phải to hơn thôi chứ. Với lại gia trưởng đoan trang quá dữ kìa. Cái mái ngày chụp qua thấy đều bằng cái đó mà nuối là ở mùa Nam 10. Chị Út cũng em từng làm mâu cho chị Út rồi, chị Út Thái đó. Mà toàn dùng từ cái mỏ thôi chứ không dùng từ cái miệng đó. Yes. Cái mặt nạ mát em, cái mặt nạ nó Phương đổ nước chậm chậm thôi nghe Phương, có xíu nước thôi Phương rồi tán từ từ ra. Mặt thu đâu có thâm đâu, đắp giảm sưng thôi chứ mặt thu. Phương nhớ đổ nước chậm thôi nghe Phương, hai muỗng hay muỗng rưỡi gì đó, đổ từ từ rồi nhám bàn. Màu Út mà chưa giảm lại này mà nhiều người hợp nó vẫn còn đẹp mà. Nhưng mà cái đó là vì chị đẻ rồi đó, là nó bị bớt đẹp rồi đó. Không, màu bà nó dài bữa đẹp đó. Màu bà đẹp chứ, màu bà đẹp đó. Gặp chồng hữu hỷ rồi. Còn bà đủ thư đó trời ơi. Chồng nhìn từ màu không có xí màu, màu hết mà nhìn qua rất mà đang nói. Nó nó còn đậm còn tốt, đậm mà đậm hết cỡ á. Nãy mày nói là chứ đâu hồi nói gì đó mày nói mô mẹ ý mẹ nói nó là cái màu trắng to hơn, cái mỏ ở trắng to hơn cái mỏ ở dưới của cái đó. Mà càng bỏ là cái miệng của mình nó to hơn thì mình phải chấp nhận thôi chứ. Bà nói ông chồng bà nói nó là rang không tén cái mỏ ở trang vô tém đủ rồi, lùa cái lùa dưới ra sao mò mày giống như để cắt mỏ vậy. Tém ra rồi ruộng lùa y cái tém vừa thôi chứ tém quá lùa y cái nhưng mà ngày nếu là họ đã tém hai bên khóe rồi đó thì thường là mình sẽ tém khóe thôi chứ mình lại tém luôn cái tìm màu ra tém thấy là thành bà bò màu đó. À không Phương,
đáp quét cái nó lên trước đi Phương, rồi cái đáp cái mặt nạ lên đi ra hẹn. Mới xong hơi ra là cái dán can mới lại không thấy muộn.
Mũi nhỏ thì nhiều mà nhỏ. Mũi là to xíu thì